Tại sao netizen Trung Quốc lũ lượt muốn sang Việt Nam làm việc ở thời điểm hiện tại? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Không sợ Việt Nam thiếu điện, Foxconn đầu tư nhà máy mới". Foxconn Việt Nam tiếp tục mở rộng, có gần 20 nhà máy tại Việt Nam. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé? Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé! Việt Nam sẽ sớm trở thành nước phát triển. Tôi tin vậy. Chúng tôi sắp sang Việt Nam để bắt ốc vít. Các bạn ơi, tôi muốn Foxconn quay trở lại. Đừng lo lắng, họ chỉ đến đó để đổi nhãn hàng thôi. Việc sản xuất vẫn do họ nắm quyền. Việt Nam ngày càng minh bạch, hút vốn đầu tư tự nhiên. Nếu chuỗi công nghiệp của Việt Nam tập trung ở cấp trung và cấp thấp thì sẽ luôn có cái ăn. Là một doanh nhân kinh doanh gần Foxconn trước đây, tôi thực sự rất đau lòng. Hãy cùng nhau chạy đến Việt Nam làm ăn thôi. Càng ngày càng hay đấy, tiến lên Việt Nam. Thật đáng tiếc. Trước đây đó là công việc của chúng tôi. Không, chúng ta không cần công xưởng bóc lột sức lao động. Khi Foxconn lần đầu tiên đến Trung Quốc, đã xảy ra tình trạng thiếu điện và mất điện. Sắp tới tôi sẽ sang Việt Nam làm việc. Đến làm việc sao? Làm đủ 3 tháng và chi 500 tệ phí tuyển dụng. Quảng Tây gần Việt Nam và sẽ thuận tiện cho tôi làm việc ở đó sau này. Một số ông chủ mà tôi biết đã chuyển nhà máy sang Thái Lan, sau này nông dân và các chú có tuổi rất khó tìm được việc làm. Bạn có thể ra nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ngày nay, quá nhiều nhà máy công nghiệp nhẹ ở Quảng Đông đã được chuyển đi nơi khác. Việc di chuyển gần như đã hoàn tất. Cố lên Việt Nam! Cố lên hỡi người Việt Nam! Người Việt đã trở nên giàu có. Tôi chúc cuộc sống của bạn sẽ ngày càng tốt hơn. Hãy so cuộc sống của chính mình trước tiên đi bạn. Chúng ta có thể sang Việt Nam cày tiền trong tương lai. Một chuyến đi tốt sẽ kiếm được tiền và không bao giờ đến đó nữa. Việt Nam sẽ là khu vực phát triển phi mã tiếp theo. Do Hoàng đế Mỹ luộc ếch trong nước ấm, các xưởng may giá rẻ ở châu Âu và Mỹ lại bị cướp phá sau khi kiếm được tiền. Đây là lý do khiến Philippines và Thái Lan trở nên nghèo khó. Chúng tôi chỉ có thể đến Việt Nam để làm việc. Nhanh lên, dư o thì đã quá muộn rồi. Hãy tiếp tục đi, nếu bạn không đi, con trai tôi sẽ đi. Gần đây tôi đã đến thăm Bắc Ninh, Việt Nam và nó trông rất giống Côn Sơn 20 năm trước. Hãy nhanh tay mua nhà để đầu tư đi bạn. Họ chỉ đang đi theo con đường của Côn Sơn thôi. Tôi đã từng đến Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và Hải Phòng. Mức tiêu thụ ở Bắc Ninh không hề thấp. Nhóm 250 người theo dõi tôi trong nước cho rằng Việt Nam là nước phát triển. Người Đài Loan đã tính đến hậu quả nghiêm trọng của việc đầu tư vào Việt Nam chưa? Việt Nam có tranh chấp lãnh hải. Một khi xung đột nổ ra, Việt Nam có thể trở thành đống đổ nát. Các khu công nghiệp nước ngoài tại Việt Nam sẽ không thoát khỏi. Một nước muốn trở thành nước phát triển thì phải có tiềm năng tương đối tốt. Những thành tựu hiện nay của Trung Quốc đã khiến các nước phương Tây tiêm nhiễm. Việc họ không được phép chuyển giao công nghệ sang Việt Nam đã cản trở sự phát triển của Việt Nam. Khi chúng ta trở nên thân thiện hơn với hàng xóm, họ cũng sẽ thưởng thức ăn cho chúng ta. Bạn vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Cho dù tình trạng thiếu điện ngày càng khó khăn, liệu những nhà máy thiếu điện sử dụng có phát triển được không? Trung Quốc sẽ đưa nhiều điện sang Việt Nam vào năm 2024. Nhiều khuôn mẫu do Foxconn ở Vũ Hán phát triển được sản xuất tại Việt Nam. Điện lực Trung Quốc không bán cho Việt Nam sao? Tôi sẵn sàng làm việc tại Việt Nam. Xây dựng một hồ chứa ở thượng nguồn và thực hiện dự án chuyển nước xuống. Các vấn đề ở Đông Nam Á sẽ được giải quyết. Tôi sắp sang Việt Nam làm việc. Trái đất không thể sống thiếu Foxconn. Tất cả đều do công ty Trung Quốc xây dựng. Hiện nay họ đang tìm ai để sản xuất điện thoại di động trong nước? BYD và hơn 10 công ty khác. Nhiều người không biết hiện nay giá nhân công ở Trung Quốc là bao nhiêu. Có bao nhiêu người làm việc ở Việt Nam với mức lương Foxconn trả cơ chứ? Tôi chỉ muốn hỏi, ở Việt Nam có đủ điện không? Thế là đủ rồi. Có chúng ta ở đây, họ có thể lấy bao nhiêu tùy ý. Việt Nam dù sao cũng là một đất nước. Nguồn cung cấp điện của Foxconn không đủ là sao? Thật hãnh diện khi nói rằng các bạn ngồi trong giếng và nhìn lên bầu trời. Cầu giao cung cấp cho Việt Nam bị vấp và phải sửa chữa trong vài tháng. Nếu bạn có doanh nghiệp, bạn vẫn lo lắng về việc hết điện, nhà máy điện không có bằng sáng chế sao? Có vẻ như Việt Nam được cấp 0,5 nhân dân tệ mỗi kWh để bổ sung cho việc truyền tải điện. Từ nay người Việt sẽ sang Trung Quốc lấy vợ. Thiếu điện thì dễ giải quyết, thời gian có thể giải quyết được vấn đề, nhưng vấn đề bản sắc dân tộc thì không thể giải quyết được.
trong các ngành sử dụng nhiều lao động, chi phí quan trọng hơn ở những nơi có mức lương thấp. Bạn đã suy nghĩ quá nhiều, có nên chuyển hết nhà máy trong nước về nơi rẻ hơn? Hàng loạt vấn đề như thị trường, lao động, thuế, cơ sở vật chất hỗ trợ, tính năng sản phẩm, đảm bảo chất lượng, phải được xem xét toàn diện. Trung Quốc không thể bán điện cho Việt Nam đắt hơn sao? Nó nên thấp hơn mới đúng. Quảng Đông có nhiều nhà máy hơn nhà dân. Trước đây tôi được đề nghị trợ cấp thêm 9.000 để ra nước ngoài làm so với ở trong nước, nhưng tôi không đồng ý đi. Trung Quốc nên bán điện cho Việt Nam để phát triển. Điện có sẵn dễ dàng và không phải là thứ công nghệ cao. Việc phân phối điện bắt đầu hiệu quả. Một nhà máy điện nhỏ chỉ tốn vài trăm triệu mà có thể đảm bảo cho hàng trăm nghìn người được sử dụng điện. Đây là chuyện dễ dàng đối với Foxconn. Không còn cách nào khác, sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc không thể xuất khẩu sang Mỹ, mà dây chuyền công nghiệp ở Trung Quốc phải do Trung Quốc cung cấp và chỉ được lắp ráp, dán nhãn ở nước láng giềng Việt Nam. Bạn đã từng mua quần áo nào chưa? Đều là nhà sản xuất đến từ Việt Nam. Chúng ta đang kinh doanh, hãy đến bất cứ nơi nào bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn và đến bất cứ nơi nào bạn không bị hạn chế. Nếu trả lương cao quá chắc chắn bạn sẽ bỏ chạy. Tuy nhiên, việc quản lý bên trong hiện nay lỏng lẻo, nhưng mối quan hệ giữa các hộ gia đình lại rất nghiêm túc. Trung Quốc không sử dụng sản phẩm của Foxconn và doanh số bán hàng của họ đã giảm một nửa, vì vậy Trung Quốc cần sản phẩm của chính mình chứ không phải OEM. Như bạn đã nói, nước nào cũng dùng lương thực riêng và ăn đồ ăn của họ. Vậy tại sao bạn không nói rằng tất cả dầu đều đến từ Trung Quốc? Rất đơn giản, tăng thuế hàng Việt xuất sang Trung Quốc, tăng đơn giá linh kiện xuất khẩu sang Việt Nam, giá sản lượng điện xuất khẩu sang Việt Nam cũng sẽ tăng. Công dụng là gì? Việc tăng đơn giá của các bạn chỉ là tạm thời. Việc tăng đơn giá buộc Việt Nam phải tiến hành nghiên cứu và phát triển độc lập, một khi đã sản xuất được sẽ chuyển từ khách hàng thành đối thủ cạnh tranh. Việc nâng cấp công nghiệp của chúng ta ở Trung Quốc cuối cùng đã thành công. Việt Nam có diện tích nhỏ 330.000 km và dân số khoảng 100 triệu người thì sợ gì cạnh tranh. Việt Nam sẽ là nước phát triển. Không có công nghiệp nặng và họ dựa vào nhập khẩu. Làm sao họ có thể phát triển được? Tôi có thể đến Việt Nam. Không ai quan tâm đến vòng tròn thịnh vượng và vùng đất cằn cỗi không thể giúp đỡ bằng mọi nỗ lực. Về cơ bản thì sớm muộn gì họ cũng sẽ trống rỗng thôi. Vì vậy đừng dồn trứng vào một rổ và phát triển một cách đa dạng, nếu không bạn sẽ bị phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của Foxconn đã không còn, như trước khi họ xây dựng nhà máy ở Trung Quốc. Vô dụng, không ai mua điện thoại do họ sản xuất cả. Đầu tư vào điện của Việt Nam cũng tăng trưởng theo cấp số nhân. Đã đến lúc phải suy ngẫm. Đến Việt Nam làm việc thôi. Chúng tôi ở Quảng Tây muốn cất cánh thì không cần phải đến Quảng Đông để làm ốc vít. Về Việt Nam làm ốc vít có vẻ rất thuận tiện. Tôi chỉ mong họ không bán được đất với giá cao, vì chính sách ưu đãi ban đầu đã cho phép họ mua được giá rẻ. Tôi hy vọng Việt Nam có thể trở thành một quốc gia phát triển khác ở châu Á. Tôi không biết là tốt hay xấu, nhưng nếu có thể bố trí hàng trăm nghìn lao động nhập cư đến làm việc và được trả lương, thì đó là một công ty tuyệt vời. Vì an toàn thực phẩm Việt Nam được đảm bảo hơn trong nước, đây là kết quả tất yếu của sự phát triển nhanh chóng của đất nước. Trước đây nước ta chỉ sản xuất được những chiếc ốc vít cơ bản nhất, giờ đây đã khác. Thời đại không có Foxconn, chẳng phải người Trung Quốc vẫn ổn sao? Tôi đang không đủ ăn. Trái đất sẽ quay tròn bất kể đó là ai. Chẳng phải lực lượng lao động và môi trường hòa bình cũng cho phép các ông chủ kiếm được nhiều tiền sao? Về Việt Nam làm việc cũng không tệ, sầu riêng lại rẻ nữa. Thật là rắc rối khi vẫn phải chuyển đi sau 28 năm. Bất cứ công ty nào ở Việt Nam đều có giá trị hàng trăm triệu. Dựa trên các bình luận của netizen Trung Quốc về Việt Nam, có thể rút ra một số kết luận về quan điểm của họ đối với Việt Nam và ngành công nghiệp của nước này. Nhiều bình luận cho thấy rằng netizen Trung Quốc tin tưởng vào sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất. Việt Nam được coi là nước phát triển tiếp theo và một nơi hấp dẫn để tìm kiếm cơ hội kinh tế, đặc biệt với sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Foxconn. Việt Nam được coi là một quốc gia có chi phí nhân công thấp, thuận lợi cho các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động. Điều này khiến các công ty chuyển dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam để tận dụng nguồn lao động giá rẻ và môi trường đầu tư thuận lợi. Một số bình luận bày tỏ lo ngại rằng sự phát triển của Việt Nam có thể không bền vững, phụ thuộc nhiều vào nguồn đầu tư nước ngoài và các vấn đề như thiếu điện và cơ sở hạ tầng. Một số người lo ngại rằng nếu có xung đột hoặc vấn đề lớn, Việt Nam có thể gặp khó khăn trong việc duy trì sự phát triển hiện tại. Một số netizen cảm thấy tiếc nuối khi các công ty lớn rời Trung Quốc để đến Việt Nam.
Họ nhận thức rằng Việt Nam đang phát triển, nhưng có một số người cảm thấy mất mát vì các cơ hội kinh tế đang rời khỏi Trung Quốc. Mặc dù có nhiều sự tôn trọng đối với sự phát triển của Việt Nam, một số bình luận cũng cho thấy quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam vẫn còn căng thẳng với mối lo ngại về tranh chấp lãnh thổ và sự phụ thuộc vào nguồn cung điện từ Trung Quốc. Tổng thể, netizen Trung Quốc nhìn nhận Việt Nam như một quốc gia đang phát triển nhanh chóng, có tiềm năng lớn trong công nghiệp và là nơi thu hút vốn đầu tư. Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ mối lo ngại về sự bền vững lâu dài và những thách thức mà Việt Nam có thể đối mặt trong tương lai.